Mình không thấy mình nữa đúng không? Không, cái con Google 8 này không thấy, con Google 9 thì thấy. Google Pro 9 hả? Ừ, 9 mới ra. Đó lần đầu tiên thấy mấy chục đá bánh. Ồ, đánh nghiệp dư thì chứ. Hello các anh em. Hôm nay hai anh em tham gia một cái trận cầu gọi là cũng bất ngờ thôi. Này là thân của những anh em khác, người ta đã đặt được chết đúng không? Thì lâu lâu có cái dịp ngẫu nhiên tham gia cùng đội đá banh này. Này đã lâu lâu đá lại đá mệt quá, đá thở oxy. Mày chạy được bao nhiêu phút? À, điểm được phút đâu cha. Mày chạy cỡ nửa tiếng rồi đúng không? Không, rồi còn 15 phút à. Mình chạy có khoảng 7 phút rồi con. Bây giờ 7 phút rồi, đứa quá chạy không nổi nữa. Thì ra đội hình này thấy kêu nghiệp dư, kêu chuyên nghiệp đá, nhưng mà chuyên nghiệp thấy có nghiệp dư tội quá cho đi đá cùng. Được chạy được 7 phút. Chia sẻ các anh em đây là cái hoàn cảnh, đây là của sân gì, đây là sân gì? Sport Club. Sport gì? Sport Club. Đây là sân Sport Club đúng không? Sport Club. Plus hả? Plus cho chữ cộng đó đúng không? À, Sport Club. Sân này gọi là sân Sport Club, gần Ion Mall đúng không? Ion Mall Tân Phú. À, gần Ion Mall Tân Phú. Ở đây người ta có đá giải nè mọi người, thấy không? Ở bên đó có đang đá một cái giải gì á, hình như là mấy anh em gốc miền Trung đá hay sao ấy. Thấy tên của giải đấu hình như là cũng hơi hướng ra miền Trung á. Ở đây thì có những cái đội banh đang đá nè. Bên đây thì không có cổ động viên nhiều lắm, bên đang đá giải bên kia thì cổ động viên nhiều ha. Đá giải hình như hai sân, sân này với lại sân bên kia, còn bên đây là sân đá vừa chết thôi chứ không phải sân giải. Đây cũng đá vừa chết nè. Quay mặt báo cáo hết đất bom đông cái rồi. Hết đất 35 cái còn để hết nổi không? Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35. Cái gì? Chào bài cho anh Vũ, cho Mr. Khoa nha. Chào bài cho ba mình. Dã man luôn. Nó đã banh xong mà nó còn hít được 35 cái rồi mọi người. Sân bên này tổng diện tích nó nhỏ hơn cái Celadon ha. Nhỏ hơn đúng không? Nhỏ hơn. Hình như là chạy lại bên đây là khu dân cư của Ion Mall Tân Phú phải không ta? Không phải, tuốt gần kia cái này là khác rồi đúng không? Cái khu này là khu núi dài nè. Khu núi dài đó. Là khu Celadon nè. Bằng này là khu Celadon đằng này đúng không? Đúng rồi. Đó cái khu này, khu phân biệt là khu Celadon nè. Khu vườn nè, vừa nói. Không. Khu nguyên là khu phức hợp của nó. Thấy chất lượng mặt sân ở đây sao? Sân này mới làm lại còn được mà. Ở đây hả? Tốt. Còn cái sân này là biết không? Mấy chỗ bóng đèn á, cây nó tỏa ra nhiều quá. Nó làm giảm độ sáng hả? Nó bị chơi phấn dẫn. Hiểu rồi. Cây nhiều cho nên nó giảm cái cường độ ánh sáng một phần nữa. Thì nó hay, đã hay quá trời. Anh à? Không, mới xuất vô. À, anh bên kia hả? Đã hay quá trời. Đội áo đỏ đá kỹ thuật tốt hơn nè. Nhưng mà mấy cái cơ hội mà gần tới khung thành á hay bỏ lỡ. Ủa? Và đội bóng của chúng ta.
Every country sing go.